chào tất cả các bạn đến kênh Bình Thuận Dấu Yêu luôn nha. Và hôm nay mình chia sẻ với các bạn khung cảnh ghe ga cửa cảng rất là nhiều luôn các bạn. Trước mặt của các bạn những ghe giã cào siêu to của La Ghi Ga Khơ luôn các bạn ơi. Đó các bạn xem nha, khung cảnh ghe ga dây có dây có nhờ luôn các bạn. Quá trời quá đất luôn kìa. Wow, hôm nay ghe ga rất là dữ luôn các bạn ơi. Đó. Thì cũng anh em cũng tranh thủ ra đây khơi đến bắt bạn, nghe đợt bão của bạn nên cá lớn rất nhanh luôn. Thì anh em cũng tranh thủ ra khơi đến bắt các bạn. Đó, thì lời nói đầu tiên mình cũng chúc cho tất cả anh em trên ghe thật nhiều sức khỏe và bình an nha. Và trên mọi nẻo đường biển khơi luôn nha. Thì chủ ghe đi chuyến nào là thắng lợi chuyến đó luôn, làm ăn phát tài phát đạt. Đó, thì mình cũng chia sẻ cho anh em mình xem những khung cảnh ghe ra vào cửa cảng đẹp cho anh em mình xem. Đó, mục đích của kênh Bình Thuận là lưu giữ những mẫu ghe khoảnh khắc ra vào cửa cảng đẹp. Đó, làm kỷ niệm. Thì những lúc anh chị em cô chú không còn đi ghe hoặc làm ngành nghề khác có xem được những video của mình, đó là cũng là một là kỷ niệm nha. Đó, thì những gì mình còn nói còn thiếu sót thì anh chị em cô chú gần xa cũng góp ý kiến cho mình. Đó, trước mặt của các bạn cũng là chiếc ghe dây nha. Đó, cũng đang lần lượt ra khơi các bạn. Đó, ghe ra phải nói là rất là nhiều luôn nha. Còn là ghe siêu to của La Ghi Ga Khơ các bạn. Đó, một chiếc ghe dây nha. Đó, chiếc xuồng đang dắt chiếc giả cào siêu to luôn các bạn. Đó, nói chung chiếc ga chiếc chắc chiếc chạy tự chạy ra rất là nhiều luôn các bạn. Nãy giờ là mấy chiếc rồi đó. Nó mình quay nó rất là nhiều cho các bạn xem thấy không, cái khung cảnh mở đầu rồi không. Nói chung ghe ga nhiều nhìn quay nó rất là sướng rất là đẹp luôn các bạn. Đó, chiếc cái này là chiếc tàu chiếc xuồng các bạn. Thì gọi là anh em ở nơi khác gọi là chiếc tàu lai các bạn. Đó, chiếc tàu lai này là lớn nhất ở La Ghi các bạn, mình thấy nó là lớn nhất chạy dữ nhất luôn các bạn. Đó, thiết kế cái, cho mình cái dàn ghê không, đây là chiếc ghe giả thứ hai các bạn thấy không. Đó, hai cặp đó các bạn đang lần lượt ra khơi nha. Đó, phải nói là quá khủng khiếp những chiếc giả cào siêu to luôn các bạn. Đó, chiếc này là chiếc xuồng to nhất cỡ La Ghi đúng không ạ, cho mình nghĩ mà chạy dữ nhất luôn á. Đó, đang đua với chiếc ghe giả ra khơi đúng không ạ. Đó, bạn thấy ghê gớm không, những chiếc xuồng tàu lai đa số là dắt và tải cá sang cá cho những ghe ở ngoài cửa cảng các bạn. Đó, và tải đá lạnh luôn các bạn, trong lạnh chạy đầu ghê lắm, lực ghê lắm các bạn. Thấy cái dàn bánh xe nhìn rất là lớn không, để mặt ghe và vòng vòng ghe rất là nhiều các bạn thấy không, phải nói là mấy chục cái bánh xe, trời không thể khẩm ghe luôn bánh xe. Đó, bạn thấy chưa, mấy cái lớp xe bạn thấy không. Bánh chạy rất tốc độ rất là ác ra khơi luôn các bạn. Đó, những chiếc giả cào siêu to cũng lần được thồ máy ra khơi các bạn thấy không. Phải nói là những chiếc ghe này là siêu to của Bình Thuận các bạn. Đó, các bạn thấy không, đang phồ máy hụt các bạn. Nói chung là đa số giả cào của La Ghi sử dụng động cơ cum mít các bạn. Đó, thì nhiều anh em vô bắt lỗi chữ cum mít cum mít các bạn. Thì mình cũng cảm ơn anh bạn đã góp ý kiến cho mình. Bạn xem những video của mình đó là mình bạn mới góp ý kiến, mình rất mình cảm ơn luôn. Đó, thì những chiếc giả cào cũng đang tăng tốc bạn không. Ồ, ổng khô đập mà khô mãi ghê không, khô kìa, khủng khiếp không. Vì mà anh đại ca ngồi trên cái cabin như mà tỉnh queo bằng không giật mình gặp mình là hiểu luôn đó. Nhảy luôn hồ anh khô mãi kìa, khủng khiếp không, khô mãi khô nhìn rất là khủng khiếp luôn các bạn ơi. Ồ, những chiếc giả cào siêu to đã ra ngoài cửa cảng không. Ở chiếc xuồng nó quay đầu vô để cái dắt những chiếc khác ra nữa các bạn. Đó, quá dữ bạn ơi, giả cào là khơi rất là nhiều luôn. Đó, phải nói là những chiếc giả cào siêu to không luôn, quá trời quá đất. Đó, kìa. Đó, ra khơi rất là đông luôn các bạn thấy không. Đó, những chiếc giả cào siêu to không ạ. Đó, đây là chiếc ghe giả thứ hai nè. Đó, đã ra một cặp các bạn nha. Đó, lù ra rất là nhiều, không ảnh chạy rất là phong độ mà không, phải nó là
rất là quy lực của động cơ giả cạo luôn các bạn. Đó thì mình chia sẻ những khung cảnh, những khoảnh khắc ghe ra vào cửa cảng cho anh em mình xem. Thì anh em mình xem thấy hay, thấy vô ủng hộ và chia sẻ cho mình. Thì ghe cô chú anh chị em là còn thiếu bạn đi cũng vô comment phía dưới video để cho mình giới thiệu anh em bạn bè cùng đi luôn nha. Đó, chiếc ghe dây cũng tăng tốc cực khơi các bạn thấy không? Đó, một hai cặp giả cào siêu to của Lagi đã ra ngoài cửa cảng các bạn nha. Đó, thì mình cũng chúc cặp hai cặp giả cào làm ăn phát bài phát đạt trước nha, rồi những còn những ghe sau thì mình sẽ chúc cho anh em mình sau. Đó, chạy ghê không bạn, không chạy rất là lực khơi bạn không, nhấp nhô phải nói là khủng khiếp luôn nha các bạn. Đó, sóng gió cấp 6 cấp 7 trước cửa cảng lúc này rồi, nước biển sóng gió lăn tăn các bạn nha. Mình đứng ngoài này quay cái những khung cảnh rung lắc thì anh em cũng xem và thông cảm cho mình, vì đứng ngoài này mùa mưa gió các bạn cũng rất khó làm những video. Anh em xem những video của mình hãy vô xem cho thật hết video mình luôn nha, để cho mình có động lực ra những video mới nha. Đó, để cho mình có thêm thu nhập để sau này mình sẽ chú tâm vô một cái công việc làm YouTube này các bạn. Nói chung mình đam mê bạn ơi, mình vừa đi làm vừa đi quay bạn, nên cái nhiều lúc mình không có quay chia sẻ cho nên mình xem hết được. Tiếp tục là chiếc dây thứ ba này các bạn. Đó, bạn thấy không, nói chung là ghe gai rất là nhiều luôn, thì mình chia sẻ nhiều cho anh em mình xem. Đó, và đó, cái thứ tư luôn, 4 cặp luôn các bạn ơi, 5 cặp luôn. Đó, năm chiếc ghe giả đó các bạn. Đó, khủng khiếp không, phải nói là những chiếc giả cào ra rất là nhiều luôn. Đó, 5 cặp giả cào cận cảnh quay, 5 cặp giả cào siêu to của Lagi ra khơi rất là phong độ luôn ạ. Đó, thì mình chia sẻ cho anh em mình xem, quá dữ các bạn ơi, những chiếc giả cào siêu to không các bạn. Đó, thì mình cũng cảm ơn tất cả anh em đã ủng hộ và góp ý kiến cho kênh mình Thượng Chú Yêu trong suốt thời gian qua rất là nhiều luôn. Đó, thì nhờ có cô chú anh chị em góp ý kiến cho mình thì mình mới có động lực góp ý kiến rất là nhiều cho mình luôn. Đó, mình cũng cảm ơn tất cả mọi người trong suốt thời gian qua đã luôn đồng hành cùng kênh nha. Thì mình hy vọng thì mình cô chú anh chị em hãy luôn chia sẻ cho kênh mình nó mạnh và rộng rãi hơn luôn nha. Đó, thì mình cũng cảm ơn rất nhiều luôn. Đó, phải nói là nhờ có tất cả mọi người thì mình mới có động lực ra những video mới đó các bạn. Nói chung thì mỗi một cái người thì có một cái đam mê riêng các bạn ơi. Đó, thì mình đam mê về ghe tàu biển thì mình chia sẻ với anh em mình xem. Thì những ai yêu mến về ghe tàu biển vô xem kênh mình Thượng Chú Yêu nha. Đó, còn những khoảnh khắc đánh bắt ngoài khơi thì còn rất nhiều kênh đánh bắt ngoài khơi các bạn, thì các bạn cũng vô xem để ủng hộ cho anh em làm YouTube có thêm động lực để làm luôn nha. Đó, thì mình hy vọng anh em hãy vô ủng hộ tất cả mọi người để cho mọi người có động lực làm những và ra những video mới một ngày một cuốn hút và hấp dẫn cho mọi người xem. Còn kênh mình Thượng Chú Yêu thì chuyên chia sẻ về ghe tàu biển ra khơi cho anh em mình xem thôi. Còn cái khung cảnh đánh bắt ngoài cửa cảng thì do cái cuộc sống và mình bị say sóng nữa các bạn, nên mình không có ra khơi để quay cái khung cảnh trực tiếp đánh bắt ngoài khơi cho bạn xem. Mong các bạn thương và yêu mến mình hãy vô xem kênh mình những khung cảnh khoảnh khắc ghe vào cửa cảng đẹp cho anh em mình xem. Đó, các bạn thấy không, những chiếc ghe giả siêu to mà không, dây nhợ cũng đã chuẩn bị xong bạn không. Đó, ghe đã xuống màu luôn các bạn, chưa hết mùa nên anh em chưa đủ sữa. Đó, ghe xuống màu cho bạn thấy không, nó chiếc nhờ chiếc máy chà bá màu rồi đó, bay nhạt màu không bạn. Đó, các bạn thấy không, còn những ghe siêu to của ghe giả siêu to bạn không, mình lấy nguyên khung cảnh các bạn xem thấy không. Đó, đầu chiếc ghe dây phồ máy này nha, nó ảnh đề ba nó lên ga liền, tăng tốc liền, nó ghê không. Đó, đua với chiếc ghe giả luôn hả, dây cặp cái dây luôn. Ồ, quá dữ nha. À, clip này quay 5 cặp giả cào qua khơi đúng không ạ? Phải nói là đỉnh chớp luôn nha. Phải nói là quá dữ. 5 cặp giả cào luôn, tức 5 cặp tức như là 10 chiếc ghe đó các bạn. Khủng khiếp không? Đó,
Bạn thấy nó quay cái cảnh mà như thế này bao giờ chưa? Mình quay những khung cảnh ghe ra vào nhiều thì quay rất là phê, rất là xịn sò luôn các bạn. Thì mình cũng cảm ơn anh em luôn đồng hành cùng mình đó, để chia sẻ nha, để cho mình có thêm đã niềm tin đó. Bạn thấy không, quá tuyệt vời luôn. Năm cặp giả cào siêu to siêu khủng của đã ghi ra cơ, rất là khuấy động cái khung cảnh cửa cảng luôn các bạn. Cặp ghe dây ra sẽ cặp ghe giả sẽ ra nó, các bạn thấy chưa, là cặp ghe dây đua các bạn. Còn ghe giả này cũng đã tăng tốc ra ngoài cửa cảng rồi, không anh phồ mái ghê không đó. Đó, và quá trời ra luôn bạn ơi, ghe ra đâu mà đông nghẹt luôn nha, nhìn quay mà chóng chóng ngợp luôn các bạn. Đó, nhìn những khung cảnh ghe tăng tốc ra khơi một phong độ mình cũng rất là vui mà. Đó, vui hơn nữa khi mà ghe về thuyền đầy bon cá ha, là mình còn vui hơn nữa các bạn. Thì video mình cũng tạm thời kết thúc tại đây luôn nha. Xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ và theo dõi kênh Thuận Dấu Yêu trong suốt thời gian qua rất là nhiều luôn nha. Rồi, bye và hẹn gặp lại cả nhà ở những video mới và hấp dẫn của kênh Thuận Dấu Yêu nha. Bye cả nhà yêu của kênh Thuận Dấu Yêu.